Em khoa trị về là em nôn mửa miết, em cứ nghĩ là em mất, em lo hai đứa nhỏ. Vì em nghĩ là nếu em mất thì con em còn nhỏ không biết cái gì hết. Nói chung em chỉ mong là có thể làm kéo dài sự sống, em sống được với con em chừng nào thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Em chỉ mong là có sức khỏe để lo cho hai đứa nhỏ. Nói chung là mang cái căn bệnh này quý vị giống như là đang đứng trước cái cửa tử quý vị ơi. Thì hoàn cảnh nào cũng vậy quý vị à, giống như hoàn cảnh mà bé Hạnh trên kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải đó quý vị. Thì nói chung là rất là lo, không biết rằng là mình mất rồi con cái mình sẽ như thế nào đó quý vị. Ủa mà chị phát hiện ra bệnh ung thư mình là lâu chưa? Dạ, em phát hiện từ tháng 3. Dạ, uống thuốc là đi xuống siêu âm ở dưới huyện. Dạ, họ nói là bị viêm dạ dày thôi, viêm loét dạ dày. Nói cũng do mình cũng đi làm nữa, cũng ráng đi dạy. Nhưng mà sau cơ em đau nặng quá, cơ bệnh mấy bác sĩ ở dưới huyện kêu là em đi nên đi nội soi. Nên em đi nội soi, cơ họ sinh thiết. Sau một tuần em mới biết em bị ung thư. Nói chung là em lúc đó em rất là sốc, rất là nặng. Em khóc miết, em nghĩ lên là hai đứa nhỏ, nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ rồi nếu lỡ em mất, vì lúc đó mình cũng cũng rối, cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà chờ em là cố gắng, mọi người ai cũng khuyên là cố gắng sống vui vẻ với con cái. Có sức khỏe như thế nào thì mình cứ sống. Nói chung chờ em chỉ muốn có sức khỏe sống với con để con lớn. Chứ chờ hai đứa nhỏ quá. Cô học mà có được học sinh gì chị? Dạ, là học sinh giỏi 2 năm, vậy lớp 1, lớp 2 vậy. Học sinh giỏi ha. Chắc nghe cái câu chuyện mẹ như vậy thì chắc con cũng xúc động ha. Mình con cố gắng nha. Ta thời gian đi con chứ. Cố gắng ha, con cố gắng học nha. Con ở đây con có phụ mẹ làm cái gì không? Con có nấu cơm, con có nấu cơm được cho mẹ không? Có Ở trên này mấy bé nhỏ nhỏ vậy chứ nấu cơm rồi đi lấy củi rồi làm rất là giỏi quý vị, chịu khó lắm. Được học sinh giỏi 2 năm rồi con ha. Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Hải cũng được Nghệ chia sẻ đến kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải một cái câu chuyện về hoàn cảnh gia đình rất là đáng thương. Một cô giáo đó không nghe Dạ, à, một cô bị giáo. ung thư giai đoạn cuối Dạ, đúng rồi, ung thư dạ ha. dày đoạn cuối. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Dạ. Nghe nói là cũng đang xạ trị gì đây mà. Dạ, đúng rồi, chị ấy đang xạ trị, hoàn cảnh đặc biệt rất khó khăn, với lại bà già cũng là tuổi già rồi, bị tật nữa mà không có ai chăm. Dạ, người chồng thì đi làm nông. Thì hôm nay hãy cũng nghe câu chuyện như vậy thì hãy cũng đến thăm hoàn cảnh gia đình một chút quý vị ha, cũng chia sẻ đây để cùng đồng hành cùng với lại quý vị khán giả của kênh Hải ha. Dạ rồi, đi vô đây ơi. Dạ con chào bà nha. Bà có nói, bà không nói tiếng Kinh được à? Cảm Dạ ơn không cha biết. và là cha. Dạ nó cũng hơi. Dạ. Em chào chị nha. Ôi cái này hơi tối ha. Rồi để em gắn cái mic một chút ha, để cho nói chuyện nó dễ hơn ha. Em nghe nói là chị bị ung thư giai đoạn cuối hả? Dạ, em giai đoạn gần giai đoạn cuối vậy. Dạ. Ở đây là hai đứa con của chị đây ha. Dạ vâng ạ. Con chồng mình đi làm gì rồi hả? Dạ làm nông. Chồng đi làm nông ha. Dạ. Ở đây là mẹ Dạ ruột mẹ hay chồng. là mẹ chồng? Dạ mẹ chồng liệt gần 20 năm ạ. Liệt 20 năm là sao đi không được luôn hả? Dạ chờ mẹ đang bị sưng cái hai cái bên tay chân vậy. Ý là liệt liệt Ý liệt là liệt một liệt bên hay dương. sao? Nói chung là hồi xưa bà già không đi được, là chờ là phải co tay chân, là đi là phải lắc cái mông đi. Ủa chứ còn không đứng dậy được nữa hả? Dạ bà không dậy được Ồ bây mấy giờ hai mấy năm dạ. gần đây mình đi chia sẻ thì mình gặp rất là nhiều trường hợp mấy người bị tai biến đúng không? Lại Dạ. cái này là liệt bên nào mấy? Hai ý là chờ là bà già cái chân không thể bây giờ không đứng lên được dạ. Không đứng lên được luôn Dạ hả? chờ là chờ mấy bữa là bà còn
kéo đi kiểu là mình cái chân bằng cái đít á. Dạ dạ. Xích xích cái đít đi. Đâu bà đi con xem thử bà. Bà đi kiểu mới lượt nào bà lấy chơm cả. Tay thật lớn. Có phải có cái cây bà mà. À có cái cây mà mới đi được hả? Bà đi. Bây giờ bà chân bà yếu rồi. Ồ, đã đi không được nữa luôn hả? Dạ. Rồi, thôi được rồi. Bà nhắc từng bước rồi vậy đó. Dạ. Ừ. Còn chị thì bị ung thư thì mình có đi hóa trị xạ trị gì chưa? Dạ em hóa trị 3 lần rồi. Là chuẩn bị lần thứ tư em đi hóa trị ngày 31 tháng 10 nên em đi lại. Dạ. Dạ. 3 lần rồi hả? Dạ. Hóa trị ở bệnh viện nào chị? Dạ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Dạ. Ồ. Tại vì vừa rồi em cũng cấp cứu vì do là hóa trị cái hóa chất nó kêu nói nặng quá cơ làm cho em nôn. Dạ, hồi nữa một tuần em ăn uống không được luôn. Dạ, cấp cứu xuống huyện, cơ huyện chở xuống bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Dạ, chờ em mới đỡ, em mới về nhà rồi chuẩn bị chờ đỡ rồi chuẩn bị đi xuống lại. Dạ. Anh xin lỗi là em tên gì? Dạ, em tên là Alan Rich. Alan Rich ha? Dạ. Em năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 32 tuổi. 32 tuổi là sinh năm 9... Dạ, 91. 91 đó ha? Dạ. Mình là người đồng bào ở đây luôn đó ha? Dạ, em là người đồng bào Cơ Tu. Hai đứa con mình thì cháu lớn thì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hơn 8 tuổi, năm đi học lớp 3. Lớp 3. Bé, học lớp bé. Dạ. Còn em là giáo viên cấp mấy? Dạ, em giáo viên tiểu học. Dạ. Tiểu học hả? Dạ. Với giáo viên tiểu học thì lương thì chắc cũng đủ trang trải trong cuộc sống ha? Dạ, hồi trước là đủ trang trải cuộc sống mà bây giờ em đau ốm liên miên nên cũng... khó khăn, nhất là vừa rồi em bệnh, vừa rồi em khoa trị về là em nôn mửa miết, em cứ nghĩ là em mất, em lo hai đứa nhỏ, vì em nghĩ là nếu em mất thì con em còn nhỏ không biết cái gì hết. Nói chung em chỉ mong là có thể làm kéo dài sự sống, em sống được với con em chừng nào thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Em chỉ mong là có sức khỏe để lo cho hai đứa nhỏ. Nói chung là mang cái căn bệnh này quý vị giống như là đang đứng trước cái cửa tử quý vị ơi. Thì hoàn cảnh nào cũng vậy quý vị. Giống như hoàn cảnh mà bé Hạnh trên kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải đó quý vị. Thì... nói chung là rất là lo, không biết rằng là mình mất rồi con cái mình sẽ như thế nào đó quý vị. Thì chị năm nay là 32 tuổi hả? Ồ vậy. Dạ. là chị bằng tuổi chị bằng tuổi của bé Hạnh đó quý vị, lớn hơn bé Hạnh một tuổi đó, bé Hạnh anh Thái đó quý vị. Ủa mà chị phát hiện ra bệnh ung thư mình là lâu chưa? Dạ em phát hiện từ tháng 3. Dạ uống thuốc là đi xuống siêu âm ở dưới huyện, họ nói là bị viêm dạ dày thôi, viêm loét dạ dày. Cũng do mình cũng đi làm nữa, cũng ráng đi dạy, nhưng mà sau cơ em đau nặng quá, cơ bệnh mấy bác sĩ ở dưới huyện kêu là em đi nên đi nội soi, nên em đi nội soi, cơ họ xin thiết. Sau một tuần em mới biết em bị ung thư. Nói chung là em lúc đó em rất là sốc, rất là nặng. Em khóc miết, em nghĩ lên là hai đứa nhỏ, nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ rồi nếu là em mất, vì lúc đó mình cũng rối, cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà chờ em là cố gắng, mọi người ai cũng khuyên là cố gắng sống vui vẻ với con cái. Có sức khỏe như thế nào thì mình cứ sống. Nói chung chờ em chỉ muốn có sức khỏe, sống với con, để con lớn. Chứ chờ hai đứa nhỏ quá. Hai đứa thì một đứa thì 8 tuổi, một đứa thì 3 tuổi. 3 tuổi em ha. Dạ. Còn chồng em thì làm nông hả, hay làm gì? Dạ làm nông. Dạ, mà giờ là thì cũng từ khi em đau á, là ảnh chăm em, chăm mẹ. Chứ chờ anh cũng không đi làm nữa. Dạ. Chứ chờ em đi bệnh viện biết nè. Cứ cách là vì em là có bác sĩ nói là vừa một là hóa nước với hóa khô để em về nhà được mười mấy ngày em mới xuống lại. Còn nếu mà em chỉ hóa nước thôi á là cứ cách 10 ngày em xuống, mà em chọn là vừa hóa nước vừa hóa khô để được ở với con lâu hơn. Dạ.
cố gắng ha. Đứa con cô xúc động ghê. Cô em thắng này quý vị ơi, nghe mà mẹ như vậy đó, con cũng cố gắng nha. Ừ, cô học mà có được học sinh gì chị? Dạ là học sinh giỏi 2 năm, thì lớp 1, lớp 2 dạ. Học sinh giỏi ha. Mẹ kể chắc nghe cái câu chuyện mẹ như vậy thì chắc con cũng xúc động ha. Con cố gắng nha. Tha thời gian đi con chứ. Con cố gắng ha, con cố gắng học nha. Dạ. Tội quá mấy vị ơi. Con ở đây con có phụ mẹ làm cái gì không? Con có nấu cơm. Con có nấu cơm được cho mẹ không? Chưa có. Ở trên này mấy bé nhỏ nhỏ vậy chứ nấu cơm rồi đi lấy củi rồi làm rất là giỏi quý vị, chịu khó lắm. Được học sinh giỏi 2 năm rồi con ha. Dạ. Lập nghiệp. Hoàn cảnh giống của bé Hạnh quý vị ơi. Đây cũng giống như là vợ vợ của bác sĩ Thái này. Đây là Bảo này, đây là bé An này, bé Thỏ này, giống y vậy luôn. Hoàn cảnh mà chị thì cũng may là vậy. Giờ bây giờ chị có còn đi dạy không chị? Dạ nếu dụ như em mệt quá thì em nghĩ nói chung là chờ em ráng đi dạy, vì nếu mà em nghĩ dạy thì không thể có để trang trải cho gia đình, với lại mình cũng đi bệnh viện miết, nên là chồng em chở em tới trường. Dạ, nhà trường cũng tạo điều kiện dạy em, cho em dạy chuyên sâu để em bớt nặng. Yeah. Nếu mà chủ nhiệm thì em không có sức để mà chủ nhiệm. Yeah. Giờ là cũng ráng đi dạy đó ha. Yeah. Còn đi hỗ trợ chứ bệnh viện trung ương, ở bệnh viện ung thư Đà Nẵng, đi bệnh viện ung bướu ha. Dạ, ung bướu Đà Nẵng. Vậy mỗi lần đi cũng tốn kém rất là nhiều tiền đó các cả nhà ha. Dạ. Yeah. Nói chung là cũng hồi em đầu tiên em mới vô bệnh viện vì em không biết nên tốn rất là nhiều. Xong cơ được mọi người nói là mình về mình làm giấy, cơ họ nói là vì em giáo viên nên được cũng được 100% cơ bảo hiểm. Nhưng mà tốn cái chi phí đi lại nhiều lắm. Dạ. Mỗi lần đi lên đi xuống mà nổi cái chi phí đi lại là cũng ăn uống rồi chắc cũng phải mất mấy triệu rồi. Dạ. Đức mắc cái tiền lương là tiền lương giáo viên một tháng là đi hỗ trợ là mấy lần em? Dạ nói chung là gần 2 lần anh. Vì em tính là cỡ mười mấy ngày là em đi. Dạ vì em là vừa hóa khô vừa hóa nước. Giai đoạn cuối là nó hỗ trợ là em là hỗ trợ mấy lần? Dạ vì em là hóa nước với hóa khô là 8 lần, nhưng mà trong 8 lần thì họ sẽ CT, nếu mà hắn di căn á thì họ sẽ lại làm phác đồ khác để hóa trị lại khác nha. Nói chung là họ nói hóa nước thì hắn sẽ là đỡ mình, còn hóa khô là ảnh hưởng đến uống tế bào, uống làm cho mình dạ dày á. Chứ vừa rồi em uống nên sốt bị viêm dạ dày, trào ngược dạ dày lại. Nói chung là chị cũng cố gắng là mong là không di căn, chứ nếu mà di căn thì nói chung em cả đời ở bệnh viện nữa. Sợ nói chung là cũng chưa biết được có di căn hay không à, hay là dạ chưa cũng biết di căn, bởi vì phải là đợt thứ 5 mình lần 5 mới chụp CT lại. Rồi mới xem, bác sĩ xem nếu mà không di căn thì tiếp tục hóa trị tới 8 đợt. Trong 8 đợt đó thì đợt thứ 8 là sẽ chụp CT tiếp, là nếu mà không di căn thì sẽ là họ sẽ làm 3 tháng hay gì đó, bác sĩ sẽ nói. Còn nếu di căn thì họ sẽ là phác đồ, họ sẽ làm lại phác đồ khác để mình hóa trị. Giống như bé Hạnh là xưa luôn cũng 8 lần đó. Nói chung hóa trị về xong là tay rồi nó đen, tóc thì nó, tóc em chắc có chuẩn bị rụng đó. Dạ không, em rụng hết rồi đây. Dạ. Ý chồng em nói là chờ cạo trọc đồ, em nói trời lạnh thôi em kệ, khi mua mà rụng gần hết rồi em mới cạo. Với lại chờ em nước lạnh em không đụng được. Bởi vì vừa rồi em về mà trúng mưa, họ nói là phải hóa trị xong là 3 ngày không được đụng nước lạnh. Mà em về trúng trời mưa chờ là tay em chờ rát à? Dạ không dám vô nước, là bắt đầu là tay em tê luôn hay chân tê. Nên vì thế là chồng em làm hết tất cả, giặt đồ nấu cơm, em là rửa tay hoặc chi là bằng nước ấm hết vậy. Dạ, này nữa. Còn bà hả? Bà đi là bà đi vậy đó hả? Bà đi bà lấy cái can để bà chống vậy đó hả? Bà đi như vậy. Ồ trời.
Nhưng mà chờ bà đau rồi, chờ bà đau bà, tay đâu nữa. À, bà ngồi chỗ vậy đó hả? Chứ dạ. Không đi được hả? Dạ, bà lâu lâu bà ran, bà để đứng ở trước cổng, bà nhìn mọi người đi qua đi lại. À. Dạ. Dạ. Chờ nữa. Mấy bữa nay bà ở nhà biết dạ. Dạ. Chủ yếu là trời lạnh thì củi mọi người cũng giúp họ cho mỗi người một gùi cho em. À. Dạ. Chờ em cũng không đi chui củi cũng không làm được gì hết dạ. Khổ thật ha. Bé gì chắc bé không biết gì hết trơn á em hả? Biết hồi nãy thấy đứa anh khóc cũng khóc theo kìa. Dạ. Nó cũng có biết nhiều lúc kêu là ơi bệnh viện kêu mẹ ơi mẹ về đi con nhớ mẹ. Nhiều lúc em cũng khóc theo kêu mẹ về với con nhớ mẹ. Yeah. Nhưng mà em cũng cố gắng sống lạc quan hơn ha. Bởi vì cái bệnh này là những người mà lạc quan họ mới sống lâu được. Chứ còn em không có lạc quan được là nó chuyển biến xấu nhanh lắm. Giống như trên cái kênh Cuộc Sống Miền Trung của anh đó, em về em xem cái kênh YouTube của anh đó, có bé Hạnh nó thấp lắm, chút chung rồi nè. Nhưng mà cũng bị ung thư giai đoạn cuối di căn rồi đó. Nhưng mà bé cũng khỏe mạnh, cũng nhờ sống lạc quan rồi cũng uống thuốc. Nhưng mà cũng mong rằng được cô chú anh chị chia sẻ. Thật sự thì cái quan trọng nhất là cũng có về cái vấn đề vật chất tinh thần một phần, nhưng mà vật chất nó không có thì cũng khó. Giờ phải có vật chất để mà đi xuống bệnh viện này, lo cho mẹ, cho con cái này kia quý vị. Thì nó có, nói chung là nó phải cộng hưởng lại với nhau. Chứ còn nếu như có tinh thần mà không có vật chất thì thật sự cũng khó lắm. Phải có đồ ăn uống tẩm bổ nữa. À đúng rồi, con ra con lấy giùm cho cậu hộp hết tơ xăm đi. Mẹ con không sao hết nghe. Chị đau rồi uống thuốc thôi ha. Chắc từ lúc mà nghe em bệnh chắc anh cũng lo lắm á ha. Dạ, khi mà mọi người hỏi mẹ con đi đâu, anh kêu mẹ con đi bệnh viện, kêu là mẹ bị chi, kêu là mẹ bị ung thư. Dạ. Kêu họ kêu giai đoạn mấy, kêu giai đoạn cuối. Dạ, ai hỏi kêu nói rứa. Bé cũng kêu là mẹ đi bệnh viện mẹ đau. Mỗi lần đi bệnh viện thì có lâu không em, có mấy ngày em? Dạ, tùy theo anh, ví dụ như mình bị về men gan cao thì phải ở lại để uống thuốc để hạ men gan mới hóa trị. Dạ, tùy theo ví dụ như bạch cầu hay là mình thiếu bạch cầu hay là tiểu cầu cũng như vậy. Dạ. Là gần nửa tháng mình ở đó. Dạ. Vậy thì đi dạy sao giờ? Ví dụ như mà em nghĩ dạy thì giáo viên thì họ lương có thấp hơn đúng không? À, sao? Dạ, thấp hơn. Ví dụ như em thì nói ba đợt thì em cũng may mắn là cũng men gan cao nhưng mà vừa đủ để hóa trị. Dạ, nhưng mà không biết đợt sau răng. Dạ. Giờ em ba lần em đi thì cũng may mắn là 4 ngày. Dạ, em sẽ mới đầu là em mới hóa trị thì là 1 tuần. Ví dụ thứ tư em nhập viện thì thứ hai em ra viện. Dạ, quá khổ luôn cả nhà. Nghe cái bệnh ung thư là mình nghe là phải có can đảm với lại phải sống lạc quan cả nhà. Chứ còn mà thì hôm nay anh đi lên trên Tây Giang này cũng nghe Nghệ bên câu lạc bộ Nữ Hồ Bình chia sẻ ha. Thì cũng rất là cảm ơn Nghệ quý vị ơi. Trên này bà con mà ai hoàn cảnh khó khăn thì cũng hay gọi cho Nghệ, rồi Nghệ cũng nhờ Hải đi chia sẻ để giúp đỡ cho bà con quý vị. Có rất là nhiều hoàn cảnh mà chết đi sống lại đó cả nhà ha. Giống như hoàn cảnh của A Lăng Nhớp này, Rế Thị Ba này, rồi cũng có mấy hoàn cảnh nữa luôn á. Thì cũng qua cái chia sẻ của Nghệ mà Hải mới biết đến cái hoàn cảnh gia đình quý vị. Thì hôm nay Hải lên đây cũng chia sẻ cho hoàn cảnh của chị, của em cái gì hồi nãy em nói? Rich ha. Thì em cũng thay mặt cho chị Jolie Ali ha, em gửi cho hoàn cảnh của chị Rich là 1 triệu, rồi chị Lan Anh 1 triệu, cô Sáu ở công tâm thì con cũng còn 1 triệu nữa con gửi cho cô ha. Thì tổng là 3 triệu đây ha. Thì ban đầu anh tới đây thì cũng muốn thăm và chia sẻ hoàn cảnh của em. Nếu mà được cô chú anh chị quan tâm giúp đỡ thì anh sẽ ghé lại đây ha. Rồi anh sẽ gửi cho em 3 triệu. 1 triệu nè. 2 triệu. Rồi 3 triệu ha. Rồi, còn anh thì cũng không có gì thì anh gửi cho em cái hộp sâm này ha. Hộp sâm này thì uống ví dụ như em hóa trị hay là gì đó, em mệt mỏi trong người là em uống cái này vô thì nó bồi bổ sức khỏe. Thì anh gửi tặng cho em một hộp sâm này. Đây cái này là vợ chồng anh bán này. Sâm hết tật sâm đó cả nhà. Cái này uống ai mà bị xạ trị về thì là uống cái này cũng khỏe lắm. Hết tật sâm. Cái này trong này nó có cái có đẳng sâm nữa luôn. Có cái thành phần đẳng sâm mà trong Hải cũng hay chia sẻ đến quý vị là ở đây bà con trồng được đây.
có đảng sâm này, đông trùng hạ thảo này, đinh lăng, chùm ngay. Những cô chú anh chị nào mà mệt mỏi đau ốm thì uống cái sâm này rất là tốt, những người bị nhức mỏi á. Thì anh tặng em một hộp sâm này, em uống ha. Dạ, em xin cảm ơn anh cũng như mọi người đã giúp đỡ em. Dạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Không biết nói gì hơn, chỉ mong là có nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cố gắng mình là sống lạc quan với lại con em ha. Dạ. Con cố gắng học cho thật tốt nha. Dạ. Đứa con của em rất là ngoan luôn á, Nghị ha. Biết khóc vậy? Nghe mẹ kể lại khóc vậy? Nghe mẹ kể lại khóc thương vậy đó. Hôm nay là lớp 3 ha. Dạ, mà cũng may là em đi bệnh viện thì cô là ở bán trú. Dạ, có được mọi người, thầy cô dưới đó quan tâm thứ hai đến thứ sáu. Trưa thứ sáu con em mới về. Có bé là có các bác, mỗi lần đi là gửi các bác. Gửi các bác chở đi học. Còn mẹ thì ở đây là mọi các anh chị đưa qua đem cơm cho mẹ. Dạ. Bà thì ở đây cũng đi lại khó khăn quá ha. Dạ. Dạ. À, đây nữa, còn bà nữa cả nhà ơi. Mình cũng thôi thay mặt cho chị. Chị Lan Anh ha. Gửi cho bà 1 triệu nữa chứ. Hồi nãy giờ mình quanh bà cả nhà anh do mình thấy chị cảm xúc quá. Chị Lan Anh ở Mỹ ha. Dạ. Con chúc bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ dạ. Dạ. Để bà mua thức ăn bà ha. Mà buồn cơ per jam cơ chân à. À, bà nói tiếng Kinh không được hả? Bà nói tiếng Kinh không được á ngày hả? Cú lừa cả chồng nào cứ đang bên này cười, cả cô gái chồng cười, cả chồng là cái nhờ bà đa đấy lên cơn đang cười gì cười, cảm ơn. Dạ. Dạ đó. Cả chồng mà mẹ đuôi cảm. Như là bà nói là bà không nói được tiếng phổ thông. À, bà nói không nói được không tiếng biết. Phổ thông ha. Dạ. Có dụ từ hiểu có từ không. Dạ. Thôi cố gắng em ha. Thì anh cũng thấy hoàn cảnh rất là đáng thương cả nhà. Nhà cửa ở mình thế này thì cũng nhà gỗ này đó ha. Dạ, mà nhà đây là nhà hồi xưa. Hồi xưa của ông bà cũng được hai mươi mấy năm rồi. Dạ, nên anh chị để lại. Vì bọn em là con út. Dạ, anh chị để lại. Dạ. Vừa trước là nhà em ở bên đó mà giờ sạt lỡ nên di dời qua bên này. Dạ. Hồi trước là bị sạt lỡ ha. Dạ, sạt lỡ năm 2020. Hồi đó anh có lên. Dạ. Hồi đó thì năm đó Hải cũng có lên mỗi hộ mà bị sạt lỡ cũng chia sẻ với bà con cách đây 3 năm trước. Dạ. Sạt cái đồi chỗ này đúng không? Đồi bên đây đồi bên đây này. À đúng. Dạ, nên vì thế em di dời nhà bên. Ồ, nhà em hồi trước cũng bị sạt hả? Dạ, bên gần bên đó. Dạ. Có bị sạt đúng không? Dạ, bên cạnh nhà bị sạt em. Cũng may mắn nhưng xong cơ họ úi lại nên bọn em di dời qua bên này. Dạ. Dạ, có lúc nữa nhà nước cũng có hỗ trợ được 20 triệu để bọn sửa em lại mua. Dạ, mua lại cái tôn thôi, còn nhà vẫn để như rứa. Dạ. Chỉ dựng lại. Dạ, mua cái tôn mới. Dạ. Dạ. Thôi, dạ, ấy cũng ở đây là xã A Sang quý vị ha, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Thì ấy cũng lên đây chia sẻ hoàn cảnh của gia đình chị Rí ha. Rích. Dạ, tên cũng hơi khó đọc. Dạ. Cũng mong rằng được sự quan tâm chia sẻ của cô chú anh chị. Chị Rích thì có thể đọc số điện thoại của chị không? Ở đây chị có số tài khoản hay là gì không? Chắc có. Thì có gì cô chú anh chị có thể giúp cho chị trực tiếp luôn cũng được. Chị có thể cho em số tài khoản lên đây đi, cho số điện thoại đi ha. Yeah. Rồi có cô chú anh chị sẽ gọi cho chị ha. Yeah. Rồi chị đọc đi. 038 4086 4086 352 352. Dạ. Dạ, hoàn cảnh của chị Rick cả nhà ha. Cô chú anh chị ai quan tâm giúp đỡ thì có thể liên hệ với lại chị Rick ha. Dạ. Rồi chú chúc cho mẹ con với lại con gia đình mạnh khỏe nha. Dạ. Con cố gắng học cho thật giỏi nha. Dạ. Chúc bác Hải giúp đỡ mọi người nhiều hơn, có sức khỏe để đi đây đi đó giúp mọi người có hoàn cảnh khó khăn giống như em nữa. Dạ. Cũng lần đầu tiên lên trên đây mà hãy nghe một hoàn cảnh mà chia sẻ nói chuyện đúng là cô giáo nói chuyện nghe rõ hơn ha. Dạ, chứ còn bình thường giống như gặp hoàn cảnh của bà đây là hãy cũng thua này, bởi vì bà nói tiếng đồng bào bà không có hiểu tiếng Kinh á nên là cũng khó giúp lắm. Rồi con một chút bà luôn mạnh khỏe nha. Dạ.
Rồi, chú đi nghe con. Dạ, rồi, dạ, em chào chị nha. À, chào em dạ. Nha. Rồi, em chào em. Rồi. Bye bye đi con. Bye bye bác. Bye bye con. Bye bye. Bye bye bác. Bye một người. Giỏi ha. Cô Hương đi con dạ, giỏi thật luôn. Rồi, con đi bà nha. Rồi. Rồi, con xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị ạ.